Chào mừng các bạn trở lại với kênh Lái Xe Và Cuộc Sống. Và tôi là Nguyễn Đăng Khoa, lại là tôi đây. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi thăm một cái dãy của tôi vừa mới mua xong. Bây giờ hôm nay là đi đào củ mì về ăn. Ở đây gọi là củ mì mà quê ở ngoài Bắc tôi gọi là củ sắn Khoai sắn. nhá. Khoai sắn, củ sắn, củ mì. Bạn theo chân tôi nhá. Đây là bạn thấy củ sắn ghê không? Đây củ ở trong này gọi là củ mì mà ở ngoài quê gọi là củ sắn, ghê thiệt. Đất đỏ và gian, đất này là không có đá nha các bạn, mà tìm thấy một viên đá nữa là ở đây là bao nhiêu tiền trả cho bấy nhiêu, thích bao nhiêu trả bấy nhiêu. Đây là cách nhổ nhổ củ mì không, củ mì củ sắn, sắn sắn khoai được, khoai sắn, khoai sắn, nhưng ở mà trong quê này gọi bảo là có sắn, quê cho gọi là củ sắn. Nhưng mà ở trong này gọi là củ mì mà. Trong này bảo củ mì. Nhổ nhổ sắn kiểu đặc biệt đấy. Sắn dùng để làm nhổ. Nhổ từ sáng nhổ được nhiều chứ không? Được mấy bụi đấy? À, chục bụi đấy. Sầu riêng này năm thứ mấy cậu Tiến ơi? Thứ bảy. Năm thứ bảy rồi hả? Cây này cho được tạ chứ sầu riêng. Hả? Hơn tạ luôn hả? Trời ơi, đậu quá trời luôn này. Trời ơi, sầu riêng. Các bạn ăn ra sầu riêng thì điện cho tôi nhá, tới mùa là ship tận nơi luôn. Số điện thoại 0842 781 781. Cậu trồng được bao nhiêu cây sầu riêng rồi cậu đến? 60. 60 cây à? Xong xong trồng cái 600 cây. Xong trồng cái 600 cây. 600 cây để đó chứ. Là xem sẵn to quá rồi, giờ nhụ đào không lên, đào không lên, đào thất hết. Ôi trời, mà riêng chỗ này trời ơi, đây là ăn sao hết đây, là một lọc đây, xây là một lọc đây, xây là một lọc hả? Chán đâu hết rồi. Trời ơi, ui giời, củ sắn đã ăn. Trời ơi, lên rồi. Ôi chào. Quá chào. Quá đã luôn này. Hai người gãy. Nó đứt hết rồi. Đâu có đứt đâu. Đi một tí thôi. Đứt thì một trang ăn gì đâu. Bây giờ chuyển qua làm kênh nông nghiệp thôi chứ lái xe giờ đang dịch Covid đâu đi được đâu. Đây, cậu Tiến trồng củ nó lên từ này, đây cậu chặt đi rồi chứ? Chặt rồi chứ. Chặt rồi chứ, lên vườn rồi chứ. Nó to lắm. Cây nó bằng nó lắm nha. Gốc này nó bao nhiêu này? Trời. Gốc này này. Gốc này được phục này, nổ thế luôn. Đây. Hôm qua cho sang kia chặt chuối rừng mà nó được ít quả chuối, nó non non cậu Tiến ơi. Quả chuối rừng bên kia mà có ba buồng non. Nó làm gì được? Chiều chiều ta đi chặt chuối rừng đi. Chiều ta đi chặt chuối rừng bên kia đi. Bới bới lôi qua suối có 2 bô mét này chắc là ra đấy. Cháu không biết đường đi, chiều cậu chỉ cho đi với. Chiều cậu chỉ cho đi với. Đừng đừng có thích quả mà nó. Cháu phải nên làm gì đi. Đấy cái vùng bên này chắc là nhiều à. Ừ. Rồi đây. Sầu riêng này. Chặt chuối rừng về đi bán à? Bữa nay cũng tính nhỏ. Từ tháng 6 tháng 7 mới cái. Tháng 6 tháng 7 mới nhiều hả? Tháng 6 tháng 7 đi. Cái này nhổ hết vườn luôn à? Nhiều nhiều sắn này thì về làm gì? Về xây làm bột lọc bỏ con tôm ăn này. Xây làm bột lọc à? Xây làm bột lọc rồi bỏ con tôm vô nữa hả? Bỏ con tôm. Chà. Hấp lên ngon lắm. Hấp tôm ăn à? Làm tôm làm nhấn à? Ừ. Mà hốc lên thì ăn được. Thôi rồi. Lấy tính bột lọc nó đó à? Ừ. Ngon lắm.
là một bánh canh ăn được. Đây là đất đỏ các bạn nhé, đất đỏ là 100% đất không có tạp chất, không có đá, không có đá được hết, không có sỏi đá hết. Ở ngoài quê mà nhìn thấy cái đất này thì đã này các bạn thấy không, trời ơi cái đất này, đất là đất sâu xuống ở dưới đằng tầng đá như vậy, đào giếng không bao giờ nhìn thấy một viên đá với sỏi nào. Không có, có cái vẫn có. Cái có nhưng mà ở vùng khác, vùng này đâu có đâu. Vùng này đây chắc có. Vùng này đâu có đâu, còn tất nhiên là ở trong khí quyển, trong địa cầu thì nếu mà nói tất cả là nguyên không có thì nó không đúng, nhưng mà cái vùng này là không có. Chỗ có nước, chỗ không có nước vậy, kiểu dạng vậy. 60 cây sầu riêng năm thứ 7 rồi cậu Tiến. Trời ơi, năm nay đại gia rồi ơi. 60 cây là mỗi một cây là hơn một tạ, cái tính một tạ đây là 6 tấn, coi như năm nay được chục tấn đúng không ạ? Thôi vậy là cứ lấy cho 8 tấn đi. 8 chục tấn mà đừng nó thơ nó chết canh. Sợ chết canh hả? Vậy lấy 8 tấn đi. 8 tấn là 8 năm 40 à? Là 400 triệu à? Cứ lấy tính 50, và nếu mà lên 70 thì ngon, nhưng năm nay chắc là đắt đấy. Sầu riêng năm nay đắt đấy, sầu riêng miền Tây thì đang đắt lắm rồi. Miền Tây đang ngập mặn. Đang nhổ đấy. Đây là củ mì nhá, ở trong này gọi là củ mì. Mà quê mình gọi là củ sắn á. Đắk Lắk cái vào củ mì. Ừ. Nó bị hư mất hai củ. Trời ơi. Điều. Đấy, trời. Đất ở ngoài quê thì làm sao mà trồng được những cái củ sắn ra như thế này kia, đúng không rồi? Ừ. Thế làm gì có rí. Ừ. Kinh không? Ghê chưa? Trời ơi. Sắn nó to như thế này luôn. Ôi trời. Ôi trời, quá gớm luôn. Có đứt không? Không đứt luôn à? Không đứt. Đất này có đá đâu mà mắc không có đá luôn nên là nhổ thoải mái luôn. Này. Chỉ có kiểu này thôi. Một đấy. Thông minh đấy. Đào bờ hơi ra được hai cây mà. Thông minh đấy. Có ba lan này. Tốt đấy. Trời ơi cụ. Khoai toàn khoai. To hơn cả to như cái đùi. Nhiều quá, chỗ này là cậu nếu mà nhổ hết được khoảng được tấn sắn đúng không cậu, hay là được bao nhiêu? Không biết, nhổ cái nào. Khoảng nếu ví dụ dự tính. Trong có mấy chục bụi mấy. Mấy chục bụi thì chắc được tạ hơn tạ hả? Có một bụi này, cho một yến này. Một yến, là mấy chục bụi? Thì 50 bụi cho 5 tạ. 5 tạ, ai trời. 5 tạ giờ giá bao nhiêu vậy? Giá bao nhiêu không? Này vô giá. Vô giá hả? Chắc chắn phải tập đi. Nếu có khoái đâu mà, khoái hiểm lắm. Vô giá. Ừ. Nếu có khoái đâu, chắc cầu khỏi chứ. Khoái trong đó. Ờ. Mà ai trồng sắn đất đỏ nó phí. Phí đất. Nay mình trồng để trồng chơi vui chứ mà. Trồng chơi hả? Chơi mà. Chơi vui mà có ăn. Chơi vui mà có ăn hả? Đây là những cái củ này đứt này. Đây, thấy không? Mình có đứt. Mình có đứt chứ. Sao tránh khỏi? Trời ơi, kết sầu riêng thôi. Trời ơi, sầu riêng đã lắm. Mẹ xuống đây xem sầu riêng. Hôm nay là được khoảng 7-8 tấn sầu riêng ở cái vườn này. Đó, các bạn thấy trái sầu riêng nó ra đã chưa này? Đó. Ghê chưa ạ? Cái mai nó lớn lên nữa. Ui, trời, sầu riêng sai quá trời quá đất luôn. Sầu riêng trồng trên đất đỏ. Nha.
về miền Tây họ trồng rất chi là nhiều luôn. Trời ơi, hoa sum xuê ra trái này, trái non nha các bạn nhá. Sầu riêng quá trời của đất luôn. Vườn này là được 60 cây sầu riêng. 60 cây sầu riêng bây giờ nó cho ra là vị chi là ví dụ như khoảng, tức là được khoảng 10 tấn nhưng mà không dám cho ra 10 tấn bởi vì sợ nó chết cây, sợ trái nó yếu. Là bắt buộc là phải cho ra vừa vừa. Đó, bạn thấy đất rộng. Đất rộng bao la. Cà phê và sầu riêng. Mít thì quá trời dựng. Ở dưới này có hồ, có sình luôn. Thấy không? Ghê thiệt. Đấy nha. Mình đưa các bạn đi thăm cái vườn này. Vườn nguyên cà phê và sầu riêng. Bơ thì trồng ở trên phía trên kia. Nên là các bạn nếu mà có muốn thì về Tây Nguyên nhá. Muốn tham quan cái đất này là phải về Tây Nguyên nhá. Dạ. Rậm rậm đấy hả? Chà. Một vườn sầu riêng. Cứ như thế này thì chẳng mấy chốc mà giàu. Người nông dân bây giờ cũng rất khá về kinh tế luôn chứ không phải kinh tế. Ua trà hoa này. Đó. Tức là đây là một cái cách cột sầu riêng, là cột rằng này là sợ gãy cành nhá. Tức là những cái này là hỗ trợ dây này, dây hỗ trợ níu níu cành này. Là để lý do là bị sợ nó ấy. Sợ nó trái nó nặng quá là nó gãy cành. Nhiều trái qua cây này nó sẽ cho khoảng là tầm 3 tạ. Hoặc là gần 3 tạ sầu riêng. Các bạn thấy từ trên ngọn trở xuống hoa trái ghê chưa kìa. Đó. Ghê chưa? Các bạn thấy không? Vườn sầu riêng luôn nha. Trời ơi, quá đã luôn đúng không các bạn? Đây là cái này là cái níu này, níu dây này. Nếu không níu dây là sẽ bị gãy cành gãy trái, còn bữa sau còn níu cả trái nữa, phải lấy dây cột trái lại giữ, không giữ không là nó rụng bởi vì trái nó nặng. Một trái nó cho là 5-7 kg là rất chi là nặng. Một cành như này nó cho cả một cái cây sầu riêng nhỏ nhỏ như thế này mà nó cho khoảng mấy tạ nó chịu ở trên cây này thì không thể nào ấy được, bắt buộc là phải níu giữ như thế này. Đó. Còn về kỹ thuật thì bữa nào tôi sẽ làm những video kỹ thuật trồng sầu riêng, tôi sẽ cho các bạn xem về những cái kỹ thuật trồng sầu riêng. Đây là vặt đi rồi này. Hoa phải vặt bớt như này. Nếu mà không vặt bớt là nó sẽ phải bớt vặt bớt, nếu mà không vặt bớt như thế này thì nó sẽ bị cây nó sẽ yếu và trái nó sẽ không đảm bảo. Tức là ví dụ như nó đậu khoảng độ tầm 4 tạ thì mình phải bỏ đi mất 1 tạ, mình chỉ lấy 3 tạ thôi. Hoặc là lấy 2 tạ, có khi bỏ đi mất một nửa luôn đấy. Các bạn ạ. Bạn thấy ghê không? Chưa. Sầu riêng. Quá đã luôn. Vườn sầu riêng luôn. Các bạn thấy sầu riêng không? Quá trời quá đất luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh Lái Xe Vào Cuộc Sống TV. Tôi sẽ để ủng hộ tôi và tôi sẽ ra nhiều video cho các bạn xem khi tài xế mà nghỉ ở nhà thì làm những công việc gì. Tức là làm dãy đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.